chào mọi người đã quay trở lại với chuỗi video 7 ngày thanh lọc cơ thể cùng với sữa hạt. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người công thức sữa hạt không chỉ đến từ đậu và hạt nữa mà còn là sự kết hợp của một cái nguyên liệu rất là gần gũi, đó chính là khoai lang. Đây nha, đây. Và mình sẽ kết hợp với lại một cái nguyên liệu cũng khá là dễ tìm, đó chính là hạnh nhân. Và với hạnh nhân á, cái khối lượng ngày hôm nay mà mình chọn phối trộn đó chính là hai phần nguyên liệu này với ba phần nguyên liệu kia. Có nghĩa là mình sẽ tổng khối lượng mình sẽ cần là 50g với 30g là khoai lang và 20g là hạnh nhân. Mình thực hiện với lại cái máy làm sữa hạt ngày hôm nay là mình chọn là dòng máy làm sữa hạt mini 1 lít thôi, để cho thay đổi cái thiết bị ở trên cái chuỗi video này để cho mọi người xem, mọi người đỡ chán. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nấu giữa hạnh nhân và khoai lang trong cùng một mẻ sữa hạt, nó sẽ như thế nào, có phải là mình chỉ cần bấm vào một cái chế độ sữa duy nhất để mà làm hay không, hay là có cái bí kíp nào khác nữa để giúp cho cái sữa mình nó ngon và nó không có bị gọi là khó uống, hoặc là nó quá chín và làm mất dinh dưỡng của sữa. Tại vì cái nguyên liệu ngày hôm nay là hạt hạnh nhân, nó khá là nhiều chất béo. Vậy thì cùng mình xem thử cái cách làm trong cái công thức ngày hôm nay. Trước khi mà bắt đầu nấu thì mình sẽ cho nguyên liệu vào trong máy trước. Đây là máy 1 lít cho nên cái khối lượng mà mình chọn như nãy mình có nói là nó chỉ có 50g thôi. Mình sẽ mở nắp máy ra. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào nha. Đây, mình cho nguyên liệu khoai vào. Thì mình sẽ đổ cái nước vào trong lòng cối nè. Mình đang đông khoảng là tới cái vạch max của máy á. Mình sẽ nấu nước tối đa luôn. Rồi một lát là sau khi mà chỉnh xong á, mọi người có thấy là cái mình sẽ đông tới cái vạch max ở trong lòng cối, thì khoai nó đang khoảng bao nhiêu đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp của cối máy làm sữa hạt lại. Đó, và chỉnh đúng là vị trí tay cầm nè. Sau khi mà cho khoai vào xong thì mình sẽ chọn cái chế độ là hầm nấu, nhưng mà mình sẽ chỉ cho là trong khoảng là 25 phút thôi. Và mình sẽ hầm cho khoai chín với cái nước này, chứ mình chưa chọn chế độ sữa hạt. Mình sẽ bấm lại nha, hồi nãy chọn xong rồi nó tự hủy cho lâu quá. Rồi bây giờ mình bấm nè. Đó, thì khi mà máy nó xoay như thế này thì là đã hoạt động rồi. Rồi bây giờ thì máy nó đã hầm cái phần khoai ở bên trong lòng cối rồi. Sau khi mà hầm nấu chín xong cái khoảng thời gian như lúc nãy là mình chia sẻ, mình sẽ tắt máy và cho hạnh nhân vào bên trong lòng cối và chọn cái chế độ sữa không nấu. Tại sao mình lại kết hợp một cái cách nấu như vậy? Thứ nhất là khoai là cái nguyên liệu cần phải làm chín kỹ. Cho nên nếu mà chúng ta chọn cái chế độ sữa không nấu thì khoai nó sẽ không có chín, tại vì với chế độ này thì sẽ không có gia nhiệt, nó chỉ là xay mịn và giữ ấm thôi. Còn với cái chế độ sữa hạt á, thì cái sữa của mình nó sẽ làm chín kỹ. Thì với hạnh nhân khi mà mình cho vào nấu từ đầu và làm chín kỹ như vậy sẽ làm cho cái nguyên liệu nó bị giống như là bị mất chất dinh dưỡng. Tại vì hạnh nhân thì mình chỉ cần xay mịn thôi chứ không có cần phải là nấu quá chín và làm mất hết chất dinh dưỡng, cũng như là dễ làm cho cái sữa mình nó bị đóng cục, nó sẽ không có ngon và bị hư sữa mọi người. Thì đó là cái cách mà mình nấu ngày hôm nay ha. Rồi khi mà đợi cho khoai chín xong thì mình sẽ chuyển qua cái chế độ sữa không nấu. Mình nghĩ là mình sẽ để trong khoảng thời gian 25 phút thôi chứ không đến 30 phút đâu. Đang là 15 phút rồi nè. Thì mình sẽ tắt luôn ha. Mình tắt hẳn cái chế độ hầm luôn. Và mình sẽ mở cái nắp. Nắp ra. Đó. Thì máy nó đã hầm thật là chín kỹ cái phần khoai ở bên trong. Bây giờ mình sẽ cho cái hạnh nhân vào bên trong cối này. Mình sẽ chọn tiếp tới cái chế độ là sữa không nấu ha. Bấm vào nút bắt đầu, chọn chức năng sữa không nấu và mình cho máy chạy luôn. Rồi sau khi mà máy đã báo cái tiếng tít tít lúc nãy là đã kết thúc rồi, thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra cho mọi người xem. Mình cũng đã múc sữa sẵn ra ly như thao tác mình làm ở trên video. Mọi người có thể thấy á, là máy nó đã nấu chín kỹ cái sữa khoai và hạnh nhân của mình rồi.
thì sữa rất là mịn, và ở đây mình phần sữa nấu nó không bị trào là cái thứ nhất, tại vì mình chọn chế độ sữa không nấu mà. Thứ hai á, là cái phần sữa sau khi mà mình múc ra mọi người có thể thấy là nó vẫn còn cái cám của hạt hạnh nhân nha, tại vì hạt hạnh nhân mình không có bóc vỏ ra cho nên là cái sữa nó sẽ còn một những cái đốm đốm nâu, tại vì mọi người biết á, là không nên bóc cái lớp vỏ này ra do cái chất dinh dưỡng nằm ở phần ngoài cái vỏ của hạnh nhân rất là nhiều, nên là một cái lời khuyên chân thành là không nên là tách cái vỏ hạnh nhân ra khỏi hạt hạnh nhân, mà chúng ta hãy bỏ vào xay và uống luôn thì cái sữa nó vẫn rất là mịn và uống vẫn rất là thơm. Ở đây là mình đã múc ra một lát rồi cho nên là ở đây mình sẽ uống luôn và nó không có bị quá nóng nha. Mặc dù là chỉ có 20g hạnh nhân, ít hơn khoai rất là nhiều, nhưng mà cái mùi hạnh nhân nó dậy và nó béo ngậy trong cái ly sữa luôn mọi người. Đây là cái loại sữa mà mọi người có thể sử dụng để uống thay cho cái bữa ăn chính. Nếu mà mọi người ăn khoảng 10 phần thức ăn và muốn giảm bớt lại để gia tăng cái lượng dưỡng chất ở trong cái bữa ăn của mình, thì mọi người có thể uống cái phần sữa này không cần bỏ đường vào để hỗ trợ là thanh lọc và làm nhẹ cơ thể nè, rồi giảm cân nữa. Tại vì sau Tết thì chúng ta sẽ bị một cái tình trạng đó là gọi là thừa, quá thừa dinh dưỡng trong cơ thể trong một cái mùa Tết mà ăn rất là nhiều dầu mỡ này kia, cho nên mình sẽ giảm bớt cái phần ăn lại rồi chúng ta sẽ uống một ly sữa này vẫn không có bị sót ruột hay là gì hết, và có thể là thay thế một phần cái bữa ăn của mình luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video ngày hôm nay. Thì cái cách nấu ngày hôm nay nó cũng có hơi gọi là nhiều công đoạn hơn bình thường một chút xíu, là chúng ta chỉ cần bỏ đậu hạt vào, chúng ta chọn chế độ sữa hạt. Thì hôm nay là chúng ta phải kết hợp giữa nấu sữa và sau đó là chọn chế độ sữa không nấu để xay cho miệng. Hy vọng là qua video này mọi người đã có thêm một cái công thức sữa nữa mà chúng ta sẽ mix sữa hạt nè, rồi với lại các nguyên liệu thực phẩm khác nhau để gia tăng cái lượng dưỡng chất cho cơ thể của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở ngày thứ tư của 7 ngày thanh lọc cơ thể với sữa hạt nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video, và thông tin đặt hàng mình đã để bên này rồi, mọi người có thể tham khảo các dòng máy của nhà Nguyễn Ngọc cung cấp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở video của ngày kế tiếp.